Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là Lưu Thị Kiều Diệu. Hiện tại và em đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ngãi. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh kiểu buôn bán ốc á chị. Quán ốc hả? Mở quán ốc. Dạ. Nhiều sọt hết hả? Ngon à? Ngon đó. Làm cho chú dĩa ghẹ coi. Làm cho chú dĩa ghẹ coi. Bây giờ mình nghe nhà trai nè. Mời em trai. Em tên là Ngô Chí Trung, sinh năm 1993. Nay 30 tuổi. Em sinh sống làm việc tại thành phố Di An, Bình Dương. Trung là quê đâu Trung? Dạ, ở Thanh Hóa. À, Thanh Hóa. Dạ. Mà bây giờ mình ở Bình Dương với ai? Dạ, ở với gia đình. Vào đây định cư từ năm 2000 tới giờ. Vậy là em lấy vợ, vậy làm dâu đúng không? Không cần phải làm dâu. Không cần làm dâu. Dạ. Có mua miếng đất kế bên chưa? Có, nhà có đất đai. Có nhà. Luôn. Ngon lành. Ai mà có đất là tôi mê lắm. Trời, nhà trai tôi ngon lành rồi đó nha. Rồi bây giờ mình nghe về ưu điểm và khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì nói chung là đảm đang, rất là thích con nít. Em thì thuộc tốt người là không có câu nệ những cái việc nhỏ. Em nấu ăn ngon. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Em rất là dễ tin người. Với lại là nhiều khi nói chuyện không được nhẹ nhàng á, cho nên là mọi người dễ kiểu hiểu lầm, kiểu ít cái giao du bạn bè, rồi thích sống những nơi yên tĩnh lắm. Câu này nghe già lắm à. Mấy người lớn tuổi chuyên môn nói thích ở yên tĩnh. Tôi là giờ tôi ở yên tĩnh rồi đó. Em cũng thích ở yên tĩnh. Em thích ở yên tĩnh luôn hả? Qua bà nở luôn đi. Qua bà nở luôn đi. Qua bà nở liền luôn đi. Ê, bên đây chưa cho nha. Ủa chưa hả? Trời ơi, vậy là hai đứa này hợp nhau rồi đó. Nhà gái ta nói ưu điểm khuyết điểm, là mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình đi Trung. Em ưu điểm là không hút thuốc. Rồi, tốt. Không kiểu bài bạc này nọ. Còn biết nói anh. Quen mấy cô rồi? Hai người, cũng được 1-2 năm vậy đó. Rồi sao bỏ người ta? Người ta bỏ em. Người ta bỏ em. Ai lên đó ngồi cũng nói bị bỏ hết trơn á. Tội nghiệp không? Tự nhiên bỏ vậy đó hả? Em có làm gì sai không? Cô đầu là em quen thời đang đi học. Là bạn thân nhảy vào. Bạn thân của em? Dạ. Nói giờ muốn rơi nước mắt luôn. Rồi chơi bạn thân mà giờ. Thứ hai là do gia đình nhà gái nó chê mình. Chê sao Chung? Đi làm ngoài nắng á, nên là đen rồi này nọ nó không phù hợp. Giờ em nhắn tin hỏi đen bạn Quyền Linh không? Giờ em nhắn tin hỏi đen bạn Quyền Linh không? Chê này nọ thôi là thôi không. Thôi vậy thôi đi, vậy thôi đi. Thôi chê quá thôi đi. Dạ. Rồi, nhà trai tôi thật tình lắm. Chào nhà gái. Dạ, con chào chú. Trời ơi, gái Quảng Ngãi hả? Dạ. Rồi, bây giờ á, bên đây có hai mối tình mà người ta rớt nước mắt. Còn con sao, có mấy mối tình nè? Lúc mà con còn đi học á, ừ. Và lúc mà con về con tự kinh doanh á, ừ. Thì lúc đó kiểu cũng có quen, nhưng mà thời gian làm việc mình dành cho thời gian và sự nghiệp nhiều hơn. Rồi. Cho nên mình không có xác định vào cái việc mà hôn nhân. Nói chung là nhà con cũng khó khăn. Cho nên là mình muốn á, lo cho nhà, kiếm nhiều tiền để mà có thể lo được cho bà mẹ. Tội nghiệp không? Bây giờ sao? Bây giờ là có tiền chưa? Dạ có. Không có này tôi lo. Không có này tôi lo. Không có này tôi lo. Ừ, không có bên đó lo. Bên đây người ta có đất, có nhà cửa đầy đủ hết trơn. Dạ thì con có tiền rồi, nhưng mà khi mà nghĩ tới cái việc mà mình sẽ lập gia đình á, thì gì ạ? Nói chung công việc nó ít có thời gian mà để đi gặp. Thì như đi làm buổi tối thôi à. Ừ. Thời gian đi làm buổi tối nhiều. Không có thời gian mới rời xa cái mối tình đó đúng không? Nói chung là bị mất nhiều cơ hội lắm. Tức là bạn này chỉ có mới chớm quen thôi thì lại bị công việc nó lôi cuốn nhiều quá. Dạ. Không có nghĩ về thôi được rồi, thật ra là chú thấy con là một người sống vì gia đình. Ừ. Một con người rất là tốt, những ai mà suy nghĩ về gia đình, hướng về gia đình á, là một người thật ra rất là tốt. Rồi ba mẹ vẫn ở Quảng Ngãi luôn. Dạ. Ba mẹ thì ở dưới quê á. Con làm ở trên thị thì con ở riêng ở trên thị. Rồi con ở với trọ. Dạ, con ở mình dạ. Ở trọ hả? Dạ con ở nhà riêng. Ngon luôn. Ngon luôn. Hết hồn. Tôi phái mấy đứa trẻ bây giờ đứa nào cũng giỏi hết trơn á. Có tài sản riêng hết trơn rồi. Bây giờ khá rồi, bên đây cũng có đất riêng, nhà riêng. Hai đứa là tự có thể tự lập về tài chính rồi. Chủ động về tài chính rồi. Dạ. Khỏe rồi, bây giờ mình lo chuyện tình yêu đi. Nói chung rồi bây giờ con thì lúc nào cũng mong muốn có một cái gia đình hạnh phúc hơn là cái việc mà sẽ xây dựng sự nghiệp hoặc là kiếm tiền. Rồi. Dạ. Bây giờ mong muốn có bạn trai như thế nào? Tiêu chí thì bạn hiền lành,
Nam tính. Phụ nữ tính được không? Dạ không. Ta cũng hiền mà ta nữ tính được không? Không, con thích nam tính. Có những người đàn ông á, thật ra người ta rất đàn ông về xử lý, về tất cả mọi thứ á, nhưng mà nhìn dáng điệu hơi nữ tính. Đẹp tí nó con coi thử. Đẹp tí nó con coi thử. Đẹp con coi. Nói thầy chưa đây không có nha con nha. Dạ. Với lại là con thì cũng thích mấy bạn kiểu thích tự do ấy. Tự do. Vì con thích dịch chuyển. Tại vì cùng chung chí hướng thì sau này ví dụ như mục tiêu của con là sau này ví dụ như có gia đình thì con sẽ đi trải nghiệm nhiều hơn. Cho gia đình mình hoặc là con sau này nó sẽ được hiểu biết nhiều hơn. Đúng dạ. Rồi, có tiền ha, đi du lịch nhiều ha, để trải nghiệm. Nó nghe là vô Bình Dương bán ốc được không? Dạ được. Dạ được. Có mặt bằng mình lấy nguồn từ quê mình vô. Dạ, có luôn. Có luôn hả? Dạ. Có mặt bằng mở tiệm ốc đúng không? Tại vì nhà, nhà có mặt tiền luôn mà. Mặt tiền luôn hả? Dạ. Đầy đủ điều kiện. Thua kém bên đây. Nói chung là bên nhà trai tôi có hết rồi. Ừ. Nhưng bây giờ con thử diễn tả coi có gì giống chung bên đây không? À, con thích mấy bạn cao hơn cỡ 1m7 á. Mời qua đây, để tôi qua đây tôi coi. Đừng mời qua. Này, vụ này tôi không dám nói. Chết rồi. Vụ này để kiểm tra lại cái. Không sao. Tao nói là tính cách nó sẽ vượt qua được hết cái chiều cao. Đất đai bù chiều cao. Đúng. Đất đai bù chiều cao. Đúng. Nó có đất riêng nó bù chiều cao. Nói chung mấy con ơi, tôi nói con nghe nè. Ngày xưa ông bà ta quan niệm gì mình lấy chồng lấy vợ là phải cao lớn để đẻ con nó cao. Nhưng mà bây giờ khoa học tiến bộ rồi con. Gen di truyền chiếm có 29% thôi. Dinh dưỡng, môi trường nó chiếm 30%. Dạ. Chăm sóc giữa cha mẹ này kia chiếm 10%+ nữa. Tóm lại là cha mẹ hơi lùng chút xíu nhưng con có thể cao. Đây chú nè. Chú nè, chú lùng hơn con chú luôn nè. Chú lùng hơn con chú luôn nè. Tự hào á. À, chú tự hào. Tự hào là chú lùng hơn con chú. Bởi vì cho con thấy được rằng là chưa chắc người không cao mà đẻ ra con thấp đâu. Đúng không? Dạ. Đừng có lo. Rồi ngoài chiều cao ra còn gì nữa? Ừ. Bạn cũng thích cười. Thích cười hả? Nhưng mà cười hoài nó cũng kỳ lắm nha con. Nói chung nãy giờ nói cho nhà gái nghe chung con làm ăn gì? À, nhà con thì làm phế liệu. Làm từ năm 90 tới giờ. Giàu lắm mấy con. Tưởng bình thường. Bình thường. Tưởng trả lời giàu sơ sơ chắc té xỉu. Với lại con đang làm thêm bên mặt da dày. Ý là con làm gia công cho người ta thôi. Con gia công? Dạ. Nhà con ba mẹ làm phế liệu, con làm gia công dây dày. Thì ý là phế liệu rồi con cũng phụ ba mẹ làm. Phụ luôn. Có kiểu là tối thì con làm thêm bề cái mảng dây. Đó, nãy giờ chú hỏi giùm con đó. Dạ, con cảm ơn chú. Được không, con nghe hết chưa? Con không có quan trọng vấn đề là bạn đó làm gì. Ừ. Miễn là bạn đó thích, bạn đó là bạn thôi. Không. Làm gì việc thích là được. Không, thời buổi hiện đại mình phải coi người ta làm cái gì con. Không cần biết làm cái gì, nghề gì cũng được, nhưng phải ổn định trước cái đã. Rồi bây giờ nói cho chị Lan nghe là em mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè. Cũng xác định là lên đây là đi kiếm vợ chứ không phải là kiếm bạn gái nữa. Cũng xác định là lên đây là đi kiếm vợ chứ không phải là kiếm bạn gái nữa. Mình kiểu là người phụ nữ của gia đình. Cái việc kiếm tiền em có thể kiếm được. Tại vì mình con trai mà, mình chủ động kinh tế, tài chính thì vợ có thể nắm. Nhớ nghe, chút mở rào ra nói câu này nha. Bây giờ mình hỏi người thân nè. Rồi. Đi với ai? À, đi với hai bác và anh trai. À, có hai bác đây luôn đó, hả? Có gia đình luôn. À. Rồi, chào nhà trai. Chào hai MC và rất là dễ thương. Dạ, chương cảm trình. Ơn nhà trai. Và cảm ơn là cái chương trình của mình á, là tổ chức rất là chu đáo và rất là nhân văn. Mà cái niềm mong ước nhất là của gia đình tôi hôm nay là được đăng ký cho cháu. Tết vừa rồi cháu ấy đến bảo là chúc Tết bác mày, bây giờ hỏi tình hình người yêu mày như nào không có. À, thế tôi không được. Thế này là phải nhờ đến chú Quỳnh Linh với lại Ngọc Lan thôi. Để cho chị nó đăng ký chương trình. Từ nhỏ đến đi học đến nay chưa có khuyết điểm về vấn đề là tụ tập và chỉ biết làm ăn. Mỗi cái là tán cái dở cho nên thành thứ với như vậy thôi. Thì bên cháu gái á, thì nhận xét thì đúng là rất dễ thương. Nhân cơ hội này thì bên gái thì các cháu cũng chụp lên đây rồi thì cho nhau một cái cơ hội. Lấy cái ngày này của các cháu là ngày đẹp nhất. Dạ, cảm xin ơn bác trai nhiều. Vậy là có duyên nó quảng hải rồi đó. Không, mình đi với ai vậy con? Dạ, con đi chung với bạn. Rồi, dạ. Chào nhà gái. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. À, con là Lợi, là bạn thân của Diệu cũng từ cấp 2 đến giờ. Nhìn qua bên đàn trai thì anh này thì con thấy là anh cũng... thật thà, cũng chân chất. Con nghĩ là hai người nên cho một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Cảm ơn nhà gái.
Thôi bây giờ mở rào cho hai đứa nó gặp mặt đi. Nôn lắm rồi. Mở rào. Cứ bình tĩnh tự tin lên, nghe chung ha. Ở dưới có bác, có cả gia đình ủng hộ nè. Tự tin lên, bên đây có anh đừng có lo. Nào. Tặng em món quà. 30 năm trong cuộc đời này chưa gặp nhau, lần đầu tiên gặp nhau đó. Coi sao nè. Em ở Quảng Ngãi này, em cũng tính vào đây hay là sao? Ý là xa gia đình á, em có vào được không hay là sao? Dạ, em cũng ngại anh. Với anh thì không cần phải làm dâu. Bố mẹ cũng không ép buộc phải làm dâu. Tại vì nhà thì cũng có đất đai, cũng xây nhà thì lên ở thôi. Anh thì làm rể được. Anh thì làm rể được. Dạ. Nhưng mà anh bị lấn cấn cái vấn đề là anh sợ bố mẹ làm dâu rồi xích mích, anh đứng ở giữa mẹ chồng với con dâu nhiều khi nó xích mích, nên là anh rất ngại vấn đề đó, nên là anh không ép buộc vợ mình phải làm dâu. Công việc của anh là như vậy thì anh có thể kiếm ra được đồng tiền, nên là cần một người vợ quản lý chi tiêu cái này đó. Yeah. Nên là hy vọng em đồng ý. Hy vọng em đồng ý. Dạ, em đã xác định có gia đình thì con cái thì em lo. Cái đó anh cũng lo được. Dạ. Anh vấn đề chăm á, cái việc chăm con á. Chăm con thì vẫn nhiều khi ví như là anh thấy nhiều cặp, nhiều vợ chồng nhưng đẻ con á, vợ bị trầm cảm sau sinh á. Nên là anh sợ vợ anh vấn đề đó, nên là nhiều khi anh có thể chăm con được, anh cũng thích con nít mà. Dạ, dạ. Được còn quá. Cái chuyện mà làm dâu thì em không có lo, ở chung với ba mẹ cũng được. Tại vì cái đó cũng là một cái bài học của mình. Nếu mà mình có thể sống với nhau mà hòa thuận được á, đó là một luôn là một cái niềm vui. Cho nên em không có sợ rằng là mình sẽ ở với ba mẹ chồng. Em lên chương trình đây là em cũng muốn cho mình thêm một cơ hội. Yeah. Cho mình cơ hội để mình tìm hiểu. Tại vì mục đích vẫn là để có một gia đình hạnh phúc. Anh cũng mong kiếm gia đình hạnh phúc thôi chứ còn ấy thì... Đây là cái này. Sát sát lại chút xíu. Đúng rồi. Bây giờ mình xa quá, mình chưa gì mình vô chuyện gia đình rồi. Mình phải có cảm xúc thương này. Coi tay gì làm gì, kêu co dữ cái con. Tự tay kia đây. Đó. Bây giờ mình hỏi coi, thí dụ giờ anh muốn thì khoảng bao lâu cho bên anh biết tới? Nếu mà được thì tầm bao lâu mình kết hôn được? Em muốn trong năm nay. Em muốn trong năm nay. Anh hay thì 2-3 tháng cũng được mà cuối năm cũng được. 2-3 tháng cũng được mà cuối năm cũng được. Nghĩ trong năm nay là được. Tại vì bây giờ quá. Tại vì bây giờ nhà anh kiểu dòng họ dòng mình anh mà chuẩn bị hết rồi. Đến bị dày đủ mọi thứ nên là cũng không ngại vấn đề là cưới lúc nào cũng được. Này, nắm tay bạn gái, nhớ tên bạn gái gì không? Tên gì? Dạ quên. Dạ Diệu Hiền. Dạ Diệu Hiền. Diệu Hiền đâu mà ra. Đúng mắt quá. Đúng quá. Kiều Diệu. Dạ. Bạn tên Diệu. Dạ. Trung thấy sao? Rất ok. Ok hả? Tim đập mạnh không? Ừ, chứ không đúng. Nãy mua quà về tặng bạn gái gì? Dạ. Đồng hồ. Nhưng mà lý do tại sao lại mua đồng hồ tặng bạn gái? Thì muốn cho mình có thời gian với nhau hơn. Bởi bạn gái chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Mở ra đeo cho bạn gái rồi. Em cảm ơn anh. Rùng dữ. Dạ, em cảm ơn. Được không Diệu? Dạ, được ạ. Rồi, bây giờ hai đứa dẫn nắm tay lên coi. Tay kia nữa. Đồ cái tay. Cái tay không làm gì vô. Làm gì cũng quẹo vô vậy. Nãy giờ thấy Kiều Diệu thế nào đối với mình? Mình thấy có đúng với cái người mà mình ước mơ không? Con thấy bạn rất đẹp. Rất đẹp. Dạ. Nếu mà theo bạn chia sẻ thì con thấy bạn rất phù hợp với cuộc sống gia đình. Tại vì con muốn như vậy. Muốn sao? Muốn có một người phụ nữ của gia đình. Còn Diệu thấy... Dạ, con thấy bạn hiền. Hiền đúng không? Dạ, hiền lành. Dạ. Ta cũng chưa tiếp xúc gì nhưng mà thấy cũng... Hiền lắm. Dạ. Đừng ăn hiếp nó nha. Rồi, thấy được rồi đó. Tôi thấy hai đứa hiền lắm á. Nãy giờ mình giao lưu hết, mình nghe tất cả về nhau rồi. Mình chỉ đưa ra quyết định của chính mình thôi ha. Dạ. Rồi, mời các bạn về vị trí. Chị Ngọc Lan sẽ đếm. 1 2 3. Chúc mừng.
Chúc mừng hai đứa. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Đó. Bây giờ nè, có bác ở đây nè ha. Với lại ở nhà chắc là ba mẹ cũng coi, rồi có ba mẹ bạn gái nữa. Bây giờ mình hứa với người lớn gì đi. Thông qua chương trình con muốn gửi lời đến hai bác ở nhà. Nếu chương trình thì con xin hứa là con, tụi con nếu mà thành đôi, thành vợ chồng với nhau thì con hứa sẽ chăm bạn suốt đời, không để cho bạn buồn. Dạ, con chào chú, con chào cô. Nói chung là đến đây thì con cũng cho mình thêm cơ hội để mà tìm hiểu anh nhiều hơn. Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ. Hay quá. Rồi, bây giờ một thủ tục tiếp tục là. Ôi, từ từ đi chú. Không, cái này là quy định rồi. Hôn vô má anh cái, nụ hôn đầu tiên. Đúng là thể hiện là cái mình bấm nút á, là bằng trái tim của mình á, chứ không phải mình bấm nút chơi. Đàn ông mạnh mẽ lên, hôn vô má cái coi nào. Đó. Nhớ nha, phải mạnh mẽ lên chung. Bây giờ mình phải bằng mọi giá chinh phục được trái tim của cô này. Chúng em sẽ sớm tìm hiểu nhau và thông báo tin vui cho chương trình nha. Dạ. Hả? Dạ. Ừ. Trời ơi, chụp cái hình bên ngoài sao nó khác nhau quá vậy? Chụp này nhìn hơi dữ dằn nha. Nhìn hơi bad boy nha. Bad thật không? Có chat boy không? Không, do mọi người nhận vào chứ em thì... Nhưng mà mọi người có đánh giá em là chat boy không? Có, đã có ai kêu em như thế chưa? Có người bạn chat, nhưng mà có người bạn muốn tìm người. Vậy hả? Nhưng mà số người nói em chat boy nhiều hơn hay ít hơn? Cũng tương đối đúng không? Chứ nhìn hình này là hơi chát nha. Rồi, giới thiệu đôi nét về bản thân đi Ngọc. Em giới thiệu, em tên là Phan Thanh Ngọc, em sinh năm 97. Em quê ở Nha Trang, em đã lên Sài Gòn khoảng 7 năm. 7 năm là lên học rồi ở lại đây luôn hả? Đúng rồi, lên từ 18 tuổi. Em học trường nào? Lúc đầu thì em học trường Tống Thanh. Xong em nghỉ học em ra em kinh doanh. Là bỏ học? Dạ. Bỏ năm mấy? Bỏ năm 2. Sao bỏ vậy? Cảm thấy không phù hợp nữa thì mình tìm đường riêng, mình làm được đó, được khó khăn quá. Ừ. Nên là quyết định nghỉ học để đi làm. Nhưng mà lúc em bỏ học thì gia đình em có phản đối hay là có ý kiến gì không? Chắc chắn là gia đình em phản đối. Có làm một trận sóng gió kinh điển không? Tới tận bây giờ lúc nào cũng hay nhắc. Vẫn nhắc, sao em không bảo lưu? Không. Đó, quyết định của em thôi, nhưng mà nhắc thì nhắc vậy thôi chứ em không để cho mọi người bị đúng. Không, ý gì hả? Ý là sao lúc đấy mình không nghĩ là mình bảo lưu 1-2 năm cái mình đi làm ổn, có điều kiện nên mình quay lại mình làm với họ không cho bảo lưu hả? Ghê cho, nhưng mà em cảm thấy em không có phù hợp ngành đó nữa, học tài chính ngân hàng. Rồi, học tài chính ngân hàng không phù hợp, nói chung là định hướng sai, định hướng nghề nghiệp sai đúng không? Em sẽ đừng nghĩ để kinh doanh luôn. Thì hiện tại em đang kinh doanh một mình hay với ai? Tại thì em kinh doanh một mình, em kinh doanh căn hộ dịch vụ ở phía nhà bè. Ừ. Có văn phòng công ty gì không hay là cứ làm kiểu môi giới thôi? Em kinh doanh cá nhân. Tức là ví dụ như bạn này bạn đang cần thuê căn hộ hay cái gì là em sẽ là người dẫn bạn đi rồi em thuê là của người ta, em cho bạn thuê hả? Đúng rồi, em thuê xong cho thuê lại. Thu nhập ổn không em? Thu nhập hiện tại ổn. Khoảng bao nhiêu một tháng? Trên 20 rồi. Rồi em có mấy anh chị em? Em có một anh ruột. Một anh trai ruột hả? Ở Nha Trang hay ở đây? Ở Nha Trang. Lập gia đình chưa em? Khoảng một tháng nữa là cưới. Về làm phụ rể? Dạ đúng rồi, em sắp về Nha Trang khoảng một tháng nữa. Nhưng mà em là ý định của em sẽ lập nghiệp ở đây đúng không? Hay là sao? Hiện tại thì em vẫn ở đây hai năm nữa, thì còn tương lai thì em chưa biết. Từ tương lai sắp tới thì có thể em sẽ làm mở nhà hàng, thì em chưa biết tại đâu. Mở nhà hàng là em nấu ăn, em tự nấu đâu biết không, hay không? Em kinh doanh nhà hàng, em hơi nhân viên. Em nấu rất là đam mê, có gọi là có hứng thú với ẩm thực nữa hả? Tại vì gần đây thì em bắt đầu em chuyển sang ngành nhà khách sạn. Đang kinh doanh trong nhà hàng khách sạn nữa. Em thì kinh doanh cơ hội dịch vụ, nhưng mà em muốn có vốn để em mở nhà hàng riêng. Ý là em cũng đang đi tìm hiểu về nhà khách sạn. Em có đi học cái khóa của người bác Âu được 6 tháng. Em đã có bằng về nhà khách sạn rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Ngọc?
điểm mạnh. Cái này mọi nhìn lại chứ em không có mơ. Bản thân em ý, em tự tin điểm gì? Tư để em tự tin là em yêu chiều người yêu. Yêu chiều người yêu. Ví dụ như là chẳng hạn như với hoàn cảnh thực tế của em đi, khi mà em chia sẻ được là em đã bỏ học đại học, em không đi học đại học nữa và để em bước ra em làm kinh doanh, thì khi em chia sẻ điều đó thì em cảm thấy là em tự tin hay là em có chút thì em ngại ngùng? À, em tự nhiên em tự tin. Đó thì ví dụ như nhiều bạn ấy, tức là có những bạn ấy sẽ bị giống như các anh trai mà em nghe đúng không, anh ấy là người rất là trọng học vấn, chỉ nói ví dụ như thế. Nhưng mà ví dụ như khi em nghe một ai đó nói là cô gái là nó nói với em là em tốt nghiệp đại học thì em cũng không muốn là bạn trai cũng là tốt nghiệp đại học như em, thì khi em nghe một cô gái đó nói thì em sẽ như thế nào? Em hiểu ý chị không? Có nghĩa là đôi khi có những trai sẽ là ok, tôi đã học đại học xong, tôi cũng tự tin là tôi đã học đại học xong, dù không cần biết là công việc tôi đang làm là cái gì, có thể tôi làm văn phòng 5-7 triệu một tháng nhưng miễn sao tôi có cái bằng tốt nghiệp đại học. Nhưng mà ví dụ như em vẫn tự tin, em vũ ngực rằng là tôi không học hết đại học, tôi bỏ học giữa chừng nhưng mà tôi vẫn là khá là thành công trong công việc của tôi, kiểu như thế đó. Thì ý chị cũng đang muốn hỏi là những cái điểm mạnh mà em tự đánh giá bản thân em là như thế nào? Thì em tự tin trong cái việc trong khả năng ứng tiền đấy. Em chưa bao giờ em hối hận về cái những gì em đã nhồi không. Nhưng mà ví dụ như trên trong chương trình thì em có sẵn sàng, em có kiểu như là tự tin để em chia sẻ cái điều này của em không? Có. Ok, rồi mà điểm yếu thì vì sao? Điểm yếu là cái gì tối nóng. Tối nóng? Em sống khá là nguyên tắc. Nếu mà tại phải những nguyên tắc đó thì em khá là khó chịu. Đang hiểu tâm lý phụ nữ ngoại hình tự tin vì có đi tập gym. Đi tập gym của anh nào em để ý không? Không, em rất là ngại. Hả? Em ngại nhưng mà có anh nào để ý em không? Chứ em việc em ngại em không. Em cứ xin người ta là việc của em. Không thì em không quan tâm. Rồi, ba mối tình rồi như thế nào đây Ngọc? Kể mối tình sâu đậm thôi được rồi. Năm đó em 20 tuổi. Em vừa bắt đầu với anh thì em chưa kiếm được gì nhiều. Nhưng mà em có quen một cô bé rất là xinh. Cô ấy đang bắt đầu vào ngành máu. Cô ấy thì mới vào thì cũng chưa có sâu nhiều, chưa có kiếm tiền được nhiều. Cho nên hầu như là mọi chi tiêu trong cuộc sống là em lo hết. Tức là mối tình đầu của em đấy hả? À không, mối tình thứ hai. Đầu nhạt nhòa quá đúng không? Học sinh thì em. Rồi, thật sự nhất là mối tình thứ hai, bạn gái sinh vào ngày người mẫu thì em đi làm em thu cấp tiền cho bạn ấy. Lên sống chung với nhau. Sống chung được bao lâu? Sống chung gần 2 năm. Quen 2 năm. Rồi sao chia tay? Thì em mới sẽ gọi em mặc nhiều, em lo cho em khó nhưng mà bây giờ em lo thêm cho bạn đó thì cái tiền bạc nó rất là quan trọng cho nên là em bị cãi vã trong vụ đó. Em thì em không nói cô ấy một chút hay gì cả, cô ấy thực sự rất là thương em nhưng mà em lúc đó em cảm thấy mình khả năng mình không có đủ, mình không xứng đáng kiểu mình bị tự ti về cái việc mình không cho lo được cho người yêu đầy đủ nhất. Cho nên lúc cuối cùng mà em quyết định em dừng để em bắt đầu em làm việc không kiếm tiền nhiều hơn và để cho cô ấy tìm được một người khác. Thế em chủ động em dừng? Đúng rồi. Trong lúc đó thì trong khi em cũng rất là nhiều người họ lớn tuổi không có tiền theo đuổi cô ấy. Đúng rồi, người mẫu mà đẹp nữa thì là. Nhưng mà bạn ấy nhỏ tuổi hơn em hay sao? Bạn nhỏ hơn em một tuổi. Bạn nhỏ hơn em một
Rồi cô ấy chia tay là cách đây bao lâu rồi? Chia tay 2019. 3 năm rồi. Okay. Đấy là mối tình sâu đậm nhất, còn sau đó thì mối tình thứ ba thì sao? Là đến Tết năm ngoái. Tết năm ngoái thì có quen một bé cũng thuê căn hộ quen. Khách hàng. Khách hàng tiềm năng. Thì quen một thời gian thì bé cũng học diễn viên. Quen tới khi thời điểm dịch thì em phải về Hà Nội. Thì trong thời gian mày về Hà Nội đó thì tụi em chia xa với nhau. Bạn ấy là giảng viên đại học á hả? À không, đang học ngành diễn viên. À đang học ngành diễn viên. Là thuê căn hộ của em. Chia tay vì yêu xa. Dịch thì yêu xa. Không, lúc đó thì chưa chia tay đâu. Sau đó thì quay trở lại Sài Gòn. Thì lúc đó em mới phát hiện là mình bị cảm xúc. Cái bị cắm từ ngoài kia vào trong này. Trong thời gian yêu xa thì ở Hà Nội thì bạn đã có người khác. Sau đó thì mình quen được khoảng nửa năm. Từ đó đến giờ em chưa nhìn em cứ tưởng là chép boy xong cuối cùng bị chép lại đúng không? Thì cái ngoại hình đôi khi nó làm cho mình bị mang tiếng ác không à? Để em muốn tìm không muốn làm chép boy không? Thì em đâu muốn đâu, nhưng mà ngoại hình em nó vậy. Tại vì tiêu chuẩn em nó cũng cao á, cho nên là gu quê cũng gu ra quen sao showbiz, tất cả gái showbiz. Em không cần phải vào showbiz, nghĩa là kiểu nghệ thuật đấy. Thì đúng rồi. Các bạn gái hoạt động nghệ thuật có thể là người mẫu, diễn viên, ca sĩ, hay là nói chung là những cái nghề để liên quan đến nghệ thuật, lên hình các thứ đúng không? Cho nên trước giờ em cũng với hai bạn là người mẫu. Sau đó thì em cũng tìm hiểu nhiều người, nhưng hầu như chỉ được tháng thì em cảm thấy không hợp thì không quen. Ngoại hình có yêu cầu gì đặc biệt không? Xin chào Mai không? Không, cứ xin chào Mai thôi. Mọi người ơi, em một xíu em quay. Xin dễ nhìn. Xin kiểu trong nghệ thuật cá tính. Cao từ 1m6 trở lên. Em là 1m... Em 1m67. 67, nhìn cao quá ha, 1m67. Rồi. Cao hơn em cũng được. Cao hơn em cũng được luôn. Lớn tuổi hơn em được không? Không. Không thích lớn tuổi hơn hả? Được 2 năm trở xuống. Quê quán thì có quan trọng không? Quê quán thì không quan trọng. Em có đạo gì không? Em có đạo phong. Rồi có điểm gì không thích ở bạn gái không? Yêu cầu em thì không yêu cầu ấy, không có điều. Cũng không cần trưởng thành hết, tại vì em quen người nhỏ tuổi mà. Quan trọng là phải giỏi những thứ mà em không giỏi. Ví dụ như về nghệ thuật em không biết hát. Hay là em thích được nghe cái giọng nhiều hơn là nhìn. Em yêu bằng tai nhiều hơn là bằng mắt. Chỗ người ta nói con gái yêu bằng tai và ông rồi yêu bằng tai. Em rất thích bạn gái mà hát hay. Hát hay rồi nói chuyện kiểu nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thủ thỉ bên tai đúng không? Chị kiểu đáng yêu dễ thương. Như là kiểu mấy cô giọng Huế ha. Nghe giọng Huế được không? Nói dễ thương. Nghe dễ ngọn ngữ thì có biết ngọn ngữ một chút. Tiếng gì cũng được. Mà phải có biết thêm tiếng ngọn ngữ khác. Em biết tiếng gì? Em thì biết tiếng Anh. Em biết thôi. Nhưng em thích mình gái em có thể nói được những cái giọng khác, em thích nghe nói ngồi những tiếng Trung, những giọng tiếng Hàn cũng được. Ok, được rồi Ngọc, cảm ơn em nha. Có gì chương trình sẽ liên hệ với